cha mẹ thương đứa này không thương đứa kia, nó là cái nhân duyên, nó là cái nhân duyên giữa cha mẹ với con cái. Có những cái đứa con nó là con của những cái cha mẹ đấy nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên là kiếp này sinh ra cha mẹ nó sẽ thương nó nhiều hơn. Có những cái đứa con nó có cái duyên nợ với cha mẹ, ví dụ những cái đứa này nó đã trong những cái kiếp quá khứ nó đã từng giúp đỡ những người cha mẹ này rất nhiều, giúp đỡ về tinh thần, về vật chất, có cái ân nghĩa với nhau, có cái ân đức với nhau, cái ân nhân với nhau, cho nên đời này gặp nhau thì nó có cái sự quan tâm lẫn nhau, có cái sự yêu quý nhau một cách đặc biệt tha thiết và nổi trội hơn. Nhưng mà cũng có những cái đứa con thì lại có khi lại là nghịch duyên nghịch tử, có khi lại là những cái kẻ thù, có khi lại là những cái người xa lạ, tức là cái nhân duyên với nhau nó rất là ít, rất ít đời ít kiếp từng là bà con quyến thuộc với nhau, cho nên là đời này sinh ra mặc dù cũng là cha mẹ con cái anh chị em đấy nhưng mà nó cứ xa lạ thế nào ấy, có thể là nó có những cái gì tâm tư trong lòng những người thân mình không hiểu được, nhưng phải đi tâm sự với những người ngoài mà nó không thể gần gũi, không thể nào hiểu về cái tâm lý của nhau, và thậm chí những cái cha mẹ đấy với con cái luôn luôn có sự xung khắc đối đầu lẫn nhau. Vì vậy nên là vì cái nhân duyên nó có sự sai khác như vậy cho nên là có cái chuyện cha mẹ yêu quý đứa này và không yêu quý đứa kia, đó là cái nhân duyên giữa cha mẹ với con cái có sự sai khác ấy. Với một cái người có hiểu nhân quả, có hiểu về luân hồi, có hiểu về những cái kiếp tái sinh khác nhau thì sẽ không có trách móc cái chuyện đó. Mình sau này mình có con cái mình cũng sẽ thế thôi, mình sẽ biết mình sẽ rất yêu quý đứa này nhưng mà sẽ không yêu quý đứa kia, có những điều kia mình sẽ cảm thấy như ruột thịt của mình còn thương nó hơn bản thân mình, có thể hy sinh mọi thứ cho nó, nhưng mà cũng có đứa mình không muốn cho nó một cái gì, thấy nó như một người xa lạ, cái nhìn thì nó là đã thấy đáng ghét rồi, còn có những đứa thì cái xa là thương, gần thì nhớ. Thì cái này nó là cái tình cảm, nó là cái ân nghĩa, nó là cái ân nhân, nó là cái ân đức khác nhau giữa con người với con người. Hay là cái người nào có phước lớn thì cái người đấy sinh ra ở đâu cũng được mọi người yêu quý, chăm sóc, chiều chuộng. Nhưng mà cũng có người không có phước, cho nên là mình sinh ra ở trong nhà mình, những người thân của mình cũng luôn luôn lạnh nhạt, cũng luôn luôn coi thường, cũng luôn luôn làm những chuyện trái ý với mình mà người ta không quan tâm đến mình vui hay buồn, sướng hay khổ ấy. Như thế nào cả, người ta không cần biết, người ta chỉ muốn biết là mình làm sao làm lợi ích cho người ta được, người ta không bao giờ nghĩ đến chuyện làm lợi ích cho mình. Cái đấy cũng có, nhưng mà cũng có những đứa con thì luôn luôn được quan tâm, được chăm sóc, được chiều chuộng, được giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Mình thấy là cái nhân duyên khác nhau. Thì ở chùa cũng thế, ở chùa cũng y như là cái nhân duyên thầy trò, cũng y như là cái nhân duyên cha mẹ với con cái như vậy. Thì có những cái thầy trò thì đã từng là cái nhân duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi, như Đức Phật với tôn giả Ananda chẳng hạn. Trong vô lượng rất nhiều những cái chuyện tiền thân mình sẽ thấy Đức Phật và Anan luôn luôn là những cái người thân quyến của nhau, cho nên ở cái kiếp này sinh ra thì gắn bó với nhau như hình với bóng. Đấy là dù là ở cái kiếp cuối cùng hay Đức Phật với ngài Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phất với các vị đại đệ tử cũng thế, cũng luôn luôn có cái sự thân cận với nhau, luôn luôn có cái sự bà con quyến thuộc lẫn nhau. Nhưng Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa thì lại khác. Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa thì kiếp nào sinh ra là cũng là mâu thuẫn với nhau, kiếp nào sinh ra cũng đối đầu nhau, kiếp nào sinh ra cũng làm hại nhau, đấy là cái ác duyên với nhau. Thì kiếp này cũng vẫn là thầy trò, nhưng mà là thầy trò thì lại không có hòa hợp với nhau, không có thuận ý nhau mà luôn luôn có cái sự mâu thuẫn lẫn nhau. Thì cái mức độ mà một cái người thầy với cái người đệ tử thì cũng thế, có những cái người thì rất là thân thiện, gần gũi yêu quý nhau, nhưng mà cũng có những người có cái mức độ nó xa cách hơn, có những người thì rất là xa cách, có những người thì luôn luôn có sự mâu thuẫn đối đầu với nhau. Đấy là thì thầy trò cũng thế mà cha con cũng thế, cha mẹ con trong nhà cũng thế, thầy trò ở cái ngôi chùa sống với nhau cũng thế, mà ở trong một cái môi trường tu tập thì nó khác, về dòng giống khác, về dòng tộc khác, về cái văn hóa nó rất là nhiều những cái khác, cho nên là cái sự đồng thuận, cái sự hiểu nhau hay là cái sự mâu thuẫn với nhau đôi khi nó cũng rất nhiều chứ không phải là ít.
nhưng mà chỉ có cái môi trường nào có cái sự tu tập cao, mọi người cùng hướng về giáo pháp, cùng tu tập về giáo pháp, càng bỏ bớt đi những cái tôi của mình, thì cái môi trường đấy sẽ có cái sự hòa hợp. Còn cái môi trường nào mà mọi người luôn luôn muốn thể hiện cái tôi của mình thì nhiều hơn, thì cái môi trường đấy sẽ có nhiều mâu thuẫn với nhau hơn. Cái này nó cũng là cái nhân duyên của ở tại gia cũng vậy mà xuất gia nó cũng vậy.